nó cái nghiêm túc là bất biến động đấy nha. Thưa các anh, thưa các bạn, tôi xin đọc lại bài thơ duy nhất mà tôi thuộc trong toàn bộ thơ ca của tôi, thì đây là bài duy nhất mà tôi thuộc nó, bởi vì tôi phải thuộc nó trong thời điểm tôi không thể có giấy trắng mực đen được, nên phải thuộc để nhớ trong đời. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ đọc bài nghe các hành hai ông anh của tôi, các bạn của tôi nghe. Đã nổi trên sân 1975, các anh từ Bắc vào Nam, cuộc trường chinh 30 năm dài dằng dặc. Các anh đến và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác, của xì ke, của gái điếm, của cao bồi, của tình dục, của ăn chơi, của hiện sinh buồn nôn phi lý. Các anh nhìn con trai Sài Gòn không cao bồi thì lính ngụy, con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các thì cũng những miếng giang hồ. Các anh bảo Sài Gòn là trang sách hung vô, văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc. Ngồi bút các anh thay súng bắn điên cuồng vào tủ lạnh TV, vào những đồ tiêu dùng mang nhãn hiệu Nhật Bản, Hoa Kỳ. Các anh hằn học với mọi để đi đến thực tư bản. Các anh học tuổi trẻ Sài Gòn là hú hoan nổi loạn, là những con thiếu thân ủy mị yếu hèm. Các anh hùa nhau lập toán bằng văn chương, hùa nhau lập toán bằng văn chương, mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trực thành nóng lửa. Tội nghiệp Sài Gòn quá thể, tội nghiệp chiếc cầu công lý nơi anh trỗi ra đi từng đó không về. Tội nghiệp Sài Gòn vào những ngày chống Mỹ lừa gói kẻ thù nám thành những hàng me. Tội nghiệp những con người Sài Gòn đi xa, đi từ tuổi 20 để nhận hoang đảo tù đầy mà nói về lòng ái quốc. Có ai hỏi những hàng dương xanh côn đảo, côn đảo không có trong bài thơ. Có ai hỏi những hàng dương xanh coi có bao nhiêu người Sài Gòn đã hóa thân vào sóng nước. Tôi nghe những bà mẹ bàn cờ của những đêm Sài Gòn đốt đuốc, những người cha bến tàu xuống đường với bao tình chống không. Tội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòng, Vinh Mục, Nguyễn Ngọc Lan á, Trần Tín, áo trùng đen đẫm máu. Tội nghiệp những cuộc chiến đấu âm thầm trong thi ca, văn chương và sách báo của những ông thầy đứng trên bục giảng đường, những ông thầy có trái tim quằn đau khi nhìn lũ học trò nhiễm độc. Sài Gòn của chúng ta có tiếng cười và tiếng khóc. 7 năm không sao, 7 năm là 82 năm. 7 năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót, một góc phù hoa ngày cũ đã xa rồi. Những con nhím ngày xưa có kẻ đã trở lại làm người dã từ với đá công viên để sống đời lương thiện. Những thằng du đãng cao bồi kiểu tư sản như Đỗ Trung Quân đã khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển, tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mình. Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát hy sinh, và khi ấy thì chính các anh, những nhà văn nhà thơ, những con người nhân danh Hà Nội, các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi với các anh, chửi đã đời, chửi hàng học, chửi hà hê, chửi vào tim những làng quê ghi ngay trong lý lịch của chính mình. Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh khi có ai đó nói bây giờ về lại Bắc. Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc, những bà mẹ già mấy năm cầm lưng trên đây chống lụt, những bà mẹ làm ra hạt lúa mà những năm thất mùa để chống gậy ăn xin, những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch. Bây giờ những đứa con tự nhận mình có trái tim trong sạch đang nói về quê mẹ của mình như một kẻ ngoại nhân. Các anh những người nhân danh Hà Nội đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân, các anh cũng đã bắt đầu bờm sờm râu tóc, cũng quần jean sắn gấu, cũng phanh ngực áo, cũng xỏ dép xe vô. Các anh cũng đứng người đã dùng kiếm tủ lạnh TV, cassette, radio, bio mà các anh bắt đầu vung tay tuyên ngôn về khôn dạ, về triết lý sống ở đời. Các anh cũng đã chạy đến đất phơi để rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi của Sài Gòn thời quá khứ. Sài Gòn 1982 lẽ nào lại bắt đầu về. Tội nghiệp em, tội nghiệp anh, tội nghiệp chúng ta, những con người thành phố và những ai đó trở chăn vì quá khứ của mình, những ai đang cố rửa sạch lý lịch đen của những ngày trôi giặt lênh đênh để tìm một chỗ tịnh cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật. Xin ngả nón chào các ngài, những con vợ trong sạch dư thừa đạo đức làm người,
xin các ngài cứ bình thản ăn chơi, cứ bình thản đừng thay lúc cũ. Hãy để những hàng me Sài Gòn được hồn nhiên xanh muôn thuở. Hãy để những bụi xương dần gan vóc được chân thật nở hoa. Xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa, cái quá khứ của một góc, chỉ một góc thôi. Sài Gòn bầy hầy ghẻ nở, và tin chắc rằng trong các ngài có nhiều người đã duy tâm tin vào Thượng Đế. Khi được sống hạ hê giữa được thiên đường, ai bây giờ sẽ tạ lỗi với Trường Sơn? Xin hết. Cũng như Đỗ Trung Quân, Bùi Chí Vinh thường được biết đến như một nhà thơ. Anh còn viết tiểu thuyết, viết kịch bản phim, vẽ tranh, vân vân. Tuy nhiên vì thơ, anh là một nhà thơ độc đáo, khiến người này yêu mến hết lòng thì người khác thẳng tay cự tuyệt. Viết thơ tình thường phải mơ màng, tha thiết, có thể đắng cay bồn chồn, rồi hờn dỗi đớn đau, rên xiết, chán chường đủ thứ. Song bao giờ cũng phải nghiêm chỉnh, hay ít ra là giả vờ nghiêm chỉnh. Bùi Chí Vinh thì trái lại, anh đùa cợt, anh bông lơn. Anh viết như thế này: như con nít nhớ cà rem vậy mà, như con dế trống đi xa, một hôm nhớ đến quê nhà gái chơi, con dế thì gái một hơi, còn anh gái hết một thời con trai. Cô bé ơi, anh nhớ em, như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa, như cà chớn nhớ cà chua, như da em nhớ da ua ngọt ngào. Cái nhớ nó nhảy qua hàng rào, chẳng thèm đăng ký, cứ nhào vô anh. Xô ra thì thấy không đành, nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài. Con kiến còn nhớ củ khoai, huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau. Nhớ em không biết để đâu, nếu để trên đầu thì tóc che đi, để trong túi áo cũng kỳ, lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh. Thôi thì giả bộ làm thinh, hát lên nhớ quá một mình nghe chơi. Đó là bài thơ có tựa đề Anh Nhớ Em. Và còn nữa, Bùi Chí Vinh viết như sau: bình đẳng nhau tất cả mọi thứ, anh đồng ý hai chân hai tay, khi giơ lên thì anh té ngửa, xin em đừng say sẩm mặt mày. Nghĩa là anh giống cóc giống xoài và ngọt liệm như chè thập cẩm, còn em thì chuyển hệ đắng cay, sáng xỉn chiều say trưa đờ đẫn. Nghĩa là anh ra vào ngơ ngẩn, mở trang lưu bút chép thơ tình, còn em thì vi vu xế nổ, áo bụi quần dơ tóc tủa đinh. Nghĩa là dẹp ngày Valentine, anh thèm hoa còn em giặt lá, vui vui thì đàm đạo văn minh, bình đẳng ba và bình đẳng má. Nghĩa là từ nay anh nội trợ, còn em ngồi nhậu ở vỉa hè, lại trời cho em đừng trúng gió, bằng không anh mắc nghẹn cơm khê. Bình đẳng nhau tất cả mọi thứ, như anh cao em thấp ý trời, em còn muốn chồm lên giận dữ, anh cúi đầu hôn nhẹ nhàng thôi. Đó là bài thơ Bình Đẳng Ơi Ta Chào Mi. Thơ của Bùi Chí Vinh không giống mọi người, phá phách và lạ lẫm như tính cách của anh. Có người tưởng như sống bất cần ấy vẫn không thể thờ ơ vô cảm với hiện tình đất nước. Anh đã viết: bọn trọc phú Việt Nam hiện nay là bọn đang nắm quyền lực cùng đám doanh nhân sâu bọ, dựa dẫm vào quyền lực. Chúng rất giàu nhưng lại rất hèn với giặc và ác với dân. Bài thơ dưới đây thay cho nắm đấm của nhân dân tuyên chiến với chúng. Bùi Chí Vinh, tuyên ngôn một người làm thơ cựu chiến binh. Quý vị muốn làm gì thì làm, muốn mỹ dân, muốn yêu nước, muốn bán nước bằng mồm thay kệ. Tôi không thù người Tàu, cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa, nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ. Quý vị cứ việc đi đêm, cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử, cứ việc quên bản Ngải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ, nhưng đứa nào đứt của thân nhân tôi sợi tóc là tôi đập đầu nát, chứ không đập bằng thơ. Quý vị cứ việc chơi game, cứ việc sắm sửa phi cơ, cứ đầu cơ địa ốc, cứ kiếm tiền vi vút, nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù là tôi đầu mã ba đời quý vị lên trét cứt. Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc, cứ hùng ngang như Gaddafi trước khi rút vô ống cống đê hèn. Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác, nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghe.
Quý vị cái việc rửa tiền của ngân hàng Thụy Sĩ cực êm, cứ tạo nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ. Quý vị cái thăng thiên cùng giá điện giá xăng, bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ. Quý vị phải như vậy mới là quý vị. Vô cảm, vô lương, vô đạo đức, vô thần. Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ, nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân. Ngày ta sinh ra, Nguyễn Huệ đã băng hà, nên con ngựa tử di không người cởi. Ta xúc chuồng phá bỏ Yên Cương, lặng lẽ rủi đời mình lên núi. Ngày ta sinh ra, rừng không ai biết tới, chỉ có cỏ cây hoa lá tầm thường. Ta đi đến đâu chỗ ấy thành đại thụ sinh rừng, rừng sinh nở mùi hương. Ngày ta sinh ra, bầy rắn đã rung chuông, định lấy độc để phân ranh trời đất. Khi hạo nhiên ta dựng cứng bồm, lấy nhân nghĩa để phân ranh lành độc. Chỉ có cô đơn mới đủ làm ta khóc. Tiếng khóc của ta là tiếng hí của người. Ta không biết ta là người hay ngựa, chỉ một mình Nguyễn Huệ hiểu ta thôi. Sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của anh. 27 tuổi trái ngon lành, anh xòe duyên đốt mà cay mắt. Diêm tàn riêng sợi khói mong manh. Sinh nhật anh không có đèn cầy, hoa hồng mang đến cánh còn gai. Em cong môi thổi như công chúa, hơi thở thơm mùi hương trái cây. Sinh nhật anh không có rượu vang, ly quên chén dĩa, ghế quên bàn. Anh quên đời sống như quên tuổi, bó gối nghe đùi thương gót chân. Sinh nhật anh không có đàn bà, tháng 10 chúa chẳng kịp sinh ra. Giang tay em đứng làm thập tự